chào tất cả anh em. Buổi trưa hôm nay Trung xin giới thiệu với anh em một cái con máy ba máy động cơ ròi nhé. Đây là con động cơ ròi Mitsubishi K3B. Mình ở đầu video mình mới vừa view vào cái mã số lốc ấy, 845, công suất maximum được 17 HP nhé anh em. Máy nó nghỉ lâu bởi vậy đang cho nổ máy lại. Nó mới lại mình dùng nước ngoài cho nó chạy nước ngoài đấy anh em. Anh em thấy cái vòi nước nó chảy qua liên tục để cho nó làm mát. Không dùng kép. Máy nó đang nổ 2,5 anh em có nghe, nó chưa có điều. Nãy giờ chạy chắc được nửa giờ có hơn rồi. Bắt đầu nó khá hơn lúc bắt đầu nổ rồi. Ga thì còn khá là bốc, hơi nghe là khá là mạnh, chỉ có nổ chưa được 3 bét, nổ chưa đều lắm. Hết dầu hay gì nhé. Bô thì cũng không nói chung là không có. Nó chưa đều ba đều máy, con máy này là máy chân dùng nhưng mà chưa có bông bỏ nha anh em. Máy chân dùng mà còn chưa làm máy standard. Video trong view con máy như vậy đấy. Đây. Ba máy nhỏ gọn, K3B này nó nhỏ hơn cái con K3D mấy hôm trước và tuần trước mình một tí. Nó hơn dung tích nhỏ hơn khoảng 100 cc đấy. 845. Anh em có nhu cầu sử dụng một cái con máy ba để chạy xuồng hay là kéo gì đấy giá rẻ rẻ thì có thể liên hệ với Trung qua cái số điện thoại để anh tiêu đề nhé. Trung xin Trung có cái video review ngắn đây nha anh em.